ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bước qua ngày thứ ba, mùng 5 tháng 3 năm 2019. Lời hằng sống của Chúa Giêsu hôm nay là Marco chương 10, 28 đến 31. Tiếp ngay sau đoạn tin mừng ngày hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau. Đoạn tin mừng ngày hôm qua, sau khi anh thanh niên giàu có đã bỏ đi vì không thể dứt khoát từ bỏ được mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu, thì bây giờ đến phiên ông Phêrô và các môn đệ đã liều lĩnh mà nói với Chúa, mặc dù nói cũng lấp lửng thôi, không dám nói trắng ra. Họ muốn nhắc cho Chúa Giêsu thấy là bản thân họ đã bỏ mọi sự mà đi theo thầy Giêsu thì họ sẽ được gì. Họ muốn nhắc cho Chúa Giêsu nhớ lại cái cảnh khi mà Chúa Giêsu gọi họ, họ đang vá lưới, họ đang đánh cá, họ đang sở hữu những con thuyền, những tấm lưới, những người làm công, họ đang có một cuộc sống ổn định, họ vất vả đấy, không giàu có nhưng mà đủ sống. Còn bây giờ từ ngày đi theo thầy Giêsu tới bây giờ, hình như là có một cái gì đó bấp bênh, có một cái gì đó là không thấy được tương lai. Đã vậy, thỉnh thoảng Chúa Giêsu lại tiên báo là thầy sẽ đi và chịu chết. Trời ơi, làm sao mà chịu nổi. Bây giờ các ông nhắc cho Chúa Giêsu: Thầy coi, chúng con đã từ bỏ mọi sự để đi theo thầy thì chúng con sẽ được gì? May mà Chúa Giêsu không mắng cho. Các môn đệ thật là liều, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Bức xúc quá, lo lắng quá, đến thời điểm này không nói không được, phải thắc mắc thôi. Họ cho thấy là họ quá đòi hỏi cái quyền lợi được hưởng mà họ quên mất cái bổn phận. Họ sẽ phải sống ra sao? Họ sẽ phải làm gì khi theo Chúa Giêsu? Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho các ông mở đầu nghe thật là đã. Chúa Giêsu bảo là: Thầy bảo thật cho anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất ở đời này vì thầy và vì tin mừng, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm. Trời ơi, nghe đến đây thì ai cũng cảm thấy an tâm, sung sướng. Nó như một lời cam kết, đi theo thầy sẽ được gấp trăm, bỏ một mà được một trăm, quá sung sướng. Nhưng mà không ngờ Chúa Giêsu kèm theo một điều nữa, cùng với sự ngược đãi. Có thể nói là các môn đệ hết hồn, hết vía. Đang được đưa lên cao, sở hữu được thưởng, được gấp trăm lần cái ở đời này, thì bỗng nhiên rơi đùng xuống dưới tận cùng. Ai mà chịu nổi sự ngược đãi? Ai mà chịu nổi sự bách hại? Rõ ràng là Chúa Giêsu không hề mị dân. Chúa Giêsu không có hứa hẹn dụ dỗ con người ta là đi theo Ngài thì sẽ được đủ thứ đặc quyền đặc lợi thế này thế kia. Không hứa hẹn cho người ta sẽ được hưởng thụ sau khi đạt được kết quả thành quả cách mạng. Các lãnh tụ thế gian, các lãnh tụ làm cách mạng,
nhất là cách mạng vô sản. Họ hứa hẹn với những con người trắng tay, những con người nghèo, những con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà vẫn không đủ sống đó. Họ hứa hẹn cả một thiên đàng ở trần gian này. Chỉ cần làm theo năng lực mà sẽ được hưởng theo nhu cầu. Họ hứa hẹn đủ mọi sự để con người ta tin và đi theo và trở thành một lực lượng cách mạng rất là mạnh, có thể lật đổ chính quyền đương nhiệm, rồi có thể lên nắm làm chủ tất cả mọi cái. Nhưng mà không ngờ đó chỉ là lời mị dân. Những đặc quyền đặc lợi ấy cuối cùng là các cán bộ, các nhà nước mới sẽ nắm hết trong tay. Rồi cho cái gì, ban lại cái gì, thì cái đấy nó giống như của bố thí hay là ban ơn vậy đó. Chúa Giêsu không hề là một nhà cách mạng. Chúa Giêsu không hề nhắm đến chuyện mị dân để lôi kéo người ta đi theo mình. Nhưng điều mà Chúa Giêsu hứa cho tất cả chúng ta đó là sự sống vĩnh cửu. Mà cùng với sự sống vĩnh cửu nước trời thì cái giá phải trả trước đó sẽ là sự ngược đãi, sự bách hại, sự tấn công của sự dữ. Bởi vì cái sự sống nước trời ấy là ánh sáng, là sự thật, là sự thiện. Nên thế gian không thể chấp nhận. Sự dữ chắc chắn sẽ tấn công, sẽ bách hại, sẽ ngược đãi để mà ngăn cản, để mà phá hoại cái con đường mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi. Chúa Giêsu không hứa hẹn, không giấu giếm. Chúa Giêsu nói rất rõ cho các môn đệ: nếu anh em muốn theo thầy, anh em bỏ mọi sự mà theo thầy tốt quá, anh em có thể sẽ được hưởng đủ mọi sự gấp trăm là ngay ở đời này. Nhưng đừng quên cùng với sự ngược đãi. Chúng tôi có quen với một gia đình các bác sĩ, người chồng cũng bác sĩ, người vợ cũng là một bác sĩ. Trước đó người vợ là một y sĩ đang làm việc trong một cơ quan của Bộ Y tế, Sở Y tế, làm việc rất là tốt, năng lực rất là cao, mọi người đều quý mến vì đạo đức nghề nghiệp, về kỹ năng chuyên môn. Chị ấy đã có 2 người con gái, nhưng mà cuối cùng thì chị ấy lại mang thai đứa con thứ 3. Cơ quan họp lại kiểm điểm cách đây mấy chục năm thì cái chuyện ấy nó cũng căng thẳng lắm. Cơ quan bảo là vi phạm chế độ chính sách kế hoạch hóa gia đình và yêu cầu chị ấy phải bỏ thai. Chị ấy bảo chị ấy là người Công giáo, chúng tôi không phá thai. Chúng tôi chấp nhận cái giá phải trả để đi theo Chúa Giêsu, đó là bị sa thải, đó bị hạ tầng công tác, bị kỷ luật, nhẹ nhất là bị kỷ luật hạ tầng công tác. Cuối cùng là chỉ làm đơn xin nghỉ. Nhiều người bảo là trời ơi, công việc đang ổn định. Lúc đó có một cái chân làm việc trong biên chế nhà nước như vậy là hết sức quan trọng. Nó đủ nuôi sống bản thân mình mà còn lo cho gia đình được nữa. Bây giờ mà xin nghỉ như vậy thì làm sao cái lương của bác sĩ, người chồng có thể lo liệu cho vợ và 2 con và 1 bào thai. Nhưng mà chị ấy đã quyết tâm và chị ấy dứt khoát là không phá thai. Chấp nhận mọi cái thử thách, chấp nhận mọi cái ngược đãi, chấp nhận mọi sự thiệt thòi. Thế rồi câu chuyện cũng chìm đi trong quên lãng. Mọi người chỉ lắc đầu bĩu môi, gọi là coi thường, cho là nó là một con người gọi là cuồng tín, đi theo Chúa Giêsu một cách khờ dại. Nhưng mà không ngờ chị sinh con, nuôi con khỏe mạnh, chị cố gắng học hành, liên thông, và cuối cùng chị thi, chị đạt được kết quả trở thành một nữ bác sĩ. Và 2 vợ chồng từ khi anh ấy nghỉ hưu thì tách ra để mà mở một cái phòng khám đa khoa, đặc biệt là lo liệu cho người nghèo, đặc biệt lo liệu cho những người xa quê, những người công nhân không có điều kiện để đến các phòng khám, các bệnh viện lớn, thì được chăm sóc rất là tốt, rất là tận tâm ân cần với những khả năng tốt nhất. Rồi bây giờ cái phòng khám của 2 anh chị ấy lại trở thành cái nơi
để nhiều bác sĩ, nhiều điều y tá điều dưỡng, nhiều y sĩ ở các nơi khác, nhất là những con người cũng vì Chúa Giêsu đi chọn Chúa Giêsu mà chấp nhận mất mát, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận bị ngược đãi, tất cả đã quy tụ về để làm nên một cái phòng khám chữa trị, một cái địa chỉ của tình yêu thương. Thưa anh chị em, đi theo Chúa Giêsu mất rất là nhiều cái, nhưng ngược lại, được chính Chúa Giêsu là được tất cả. Amen.